tai nạn giao thông không chỉ tước đi mạng sống của các nạn nhân mà còn gây thiệt hại về tài sản, để lại nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình những người xấu số. Việc thăm hỏi động viên của các ngành, đoàn thể và sự chung tay của toàn xã hội là hoạt động nhân văn nhằm xoa dịu nỗi đau thương, mất mát tột cùng của các gia đình nạn nhân, động viên họ cố gắng vươn lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Nhân ơi, cái đoạn đó mà thăm đu, tác văn ở đu, nhưng đu cùng quầm, họ đoạn nơ, họ ăn chẳng chẳng nơ, kinh phát tại nơ, mà tác văn ở đu. Đã hơn 10 tháng trôi qua, nhưng đến giờ, mỗi khi nhắc lại, bà Lò Thị Ón ở bản Thanh Chính, xã Nong Luống, huyện Điện Biên vẫn không thể cầm nổi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của cô cháu gái khi vừa mới bước sang tuổi 16 được 3 ngày. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 1 năm 2024 khi cháu LTBH, sinh năm 2008, điều khiển xe máy điện vượt xe ô tô đi cùng chiều. Do chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện cũng như thiếu kỹ năng vượt xe an toàn, cháu đã ngã xuống đường và bị ô tô đè lên khiến cháu không qua khỏi. Một mình đi thuê đi mướn để nuôi con được 15 tuổi rồi, cũng vừa bước 15 tuổi tháng đấy quá. Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Mừng ở bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, có vợ là bà PTT. Trong một lần đi đạp xe tập thể dục tại đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ, không may bị xe khách đi ngược chiều quệt phải, khiến bà PTT bị dập xương sườn, xương đâm vào tim, khiến bà tử vong tại chỗ. Thì sau khi bà ấy mất đi thì nó thực sự là cái tâm lý chung cũng thế, và thực tế thì là cuộc sống thì nó xáo trộn gần như là 100%. Cuộc sống giờ còn đúng ra là còn một mình, còn có hai vợ chồng, thế còn một mình, thế thì là cháu thì nó biết như thế, nên là nó đang ở lại với bố để động viên. Chứ cuộc sống thì nói chung là hai vợ chồng đang sống hạnh phúc và đang cuộc sống đang êm đẹp như thế, giờ đột nhiên nó xảy ra được như thế thì cũng không biết làm thế nào được, chỉ biết động viên nhau và rồi là được anh em họ hàng, rồi hàng xóm láng giềng, rồi là bạn bè thân thích gần xa là động viên đi lại để tạo điều kiện giúp đỡ trong cuộc sống. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình có người thân không may bị tai nạn giao thông. Chứng kiến những thảm cảnh đó mới thấu hiểu hậu quả của tai nạn giao thông để lại, mất mát, ly tán. 10 tháng đầu năm 2024 thì toàn tỉnh xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người và làm bị thương 81 người. So với cùng kỳ năm 2023 thì số vụ tai nạn giao thông giảm 13 vụ. Số người bị thương giảm 19 người, tuy nhiên thì số người chết tăng 9 người. Thì nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn thông trên là do ý thức của người điều khiển phương tiện vi phạm, không tuân thủ các quy định về tốc độ cũng như là thiếu chú ý quan sát, rồi là đi chiếm phần đường làn đường, tránh vượt không đúng quy định, rồi là sử dụng rượu bia, phương tiện thì không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Tai nạn giao thông mang đến sự đau đớn tột cùng. Không có bi kịch nào lớn hơn khi người thân của mình mới đó mà phút chốc lại đã ra đi vĩnh viễn. Cha mẹ mất con, chồng mất vợ, vợ mất chồng và những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi. Phòng giao thông công an tỉnh Điện Biên, chúng tôi đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó thì tập trung vào một số nhiệm vụ chính, như là thứ nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn luật giao thông đường bộ đến các cơ quan đơn vị, trường học cũng như là doanh nghiệp, cụm dân cư trên địa bàn để góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Thứ hai là chúng tôi tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như là chạy quá tốc độ, rồi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, rồi là lạng lách đánh võng, đi không đúng phần đường làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vân vân. Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương tổ chức thăm hỏi, trao quà cho một số gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn và chia buồn sâu sắc về những mất mát không gì bù đắp được.
Qua hoạt động này nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông, giúp mọi người phòng tránh, giảm thiệt hại tài sản, đặc biệt là tính mạng con người khi tham gia giao thông. Với thông điệp thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Ủy ban An toàn Thông quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh kêu gọi mỗi người dân vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước, hãy tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, để ngăn chặn những thảm họa từ tai nạn giao thông. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người. Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông với các thông điệp như đã uống rượu bia không lái xe, hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời, đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Đặc biệt, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải là những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông.